Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở video này thì mình lại vẫn nhai lại cái chủ đề của chị Linh Việt Kiều Đài Loan, đúng không ạ? Đó, thì nhiều người thì có nhắn tin cho mình bảo là người ta biết lỗi rồi ạ. Thì tha lỗi cho người ta và gỡ những cái video mà đã đăng lên kênh xuống. Thì nói thật này này, cái việc mà gỡ ấy thì nó không quá khó đối với những ai là chủ kênh, đúng không? Chỉ trong vòng một thao tác thôi thì cái video đó có thể được ẩn hoặc là có thể bị xóa bay khỏi hệ thống của YouTube. Mặc dù là mình khóa xóa trên kênh của mình nhưng mà trên cái kho hệ thống của YouTube thì nó vẫn còn, bởi vì nó còn lưu khá dài. Nếu như mà mình xóa xuống xong mình lại đăng một lần nữa thì lập tức là bên YouTube họ sẽ phát hiện ra ngay. Thế nên là cái việc là một khi mà mình mà đã gỡ nó xuống ấy thì là gần như là mình không dám đăng lại nữa. Và cái việc mà nó sẽ mất đi những cái gọi là kỷ niệm mọi người ạ. Đấy, nên là cái việc mà nhiều người nhắn tin cho mình bảo thôi em ạ, người ta biết sai, người ta biết sửa ấy. Mặc dù mình không biết cái người này là ai cả. Đó, chỉ mình chỉ nhận được những cái tin nhắn qua cái Zalo ấy. Thì nhiều người có nói rằng là người ta biết sai ấy, thì cho người ta cơ hội. Với cả người ta đã xin sửa rồi. Và mọi người ta cũng có nói rằng là cho người ta cơ hội và hãy gỡ clip đó xuống. Thì nói thật mọi người này này, không phải một cái kênh của mình có, mà lúc này thì rất nhiều các kênh khác, mà các fanpage khác mọi người chia sẻ rất là nhiều. Nên là cái clip mà được cho rằng là của chị lên xin lỗi này hay là chị chửi ấy, thì nó lan tỏa mạnh lắm. Không những ai trong nước, ngoài nước, và nó còn đi lúc này thì ở đâu có người Việt thì mọi người đã đều được biết xem cái video đó. Thế nên là cái việc một mình gỡ xuống thì nó không phải là không giải quyết được cái gì cả. Mà mình cũng nghĩ rằng là đây thì nó là một cái bài học nhá, một cái bài học cho những cái người mà được cho rằng là thượng đẳng. Đấy, kể cả tất cả những video khác về những người khác, những người mà được cho rằng thượng đẳng thì ở đây mình không nói lên, thì có người khác người ta nói lên. Không có mình đăng thì có người khác đăng, kể cả trên báo người ta còn viết cơ mà. Lúc này chị này thì nổi tiếng lắm, lên báo còn viết cơ. Chứ còn cái chị mà Thu ở bên Hàn Quốc ấy, thì cái con người đấy thì cũng chán không buồn nói rồi. Buồn nói thôi, không phải buồn nói. Đấy, việc của bà Thu ấy, thì mình chán không buồn nói. Bởi vì dẫu sao thì với bản chất của một cái con người như thế rồi thì người ta sẽ không sửa được. Chứ còn đối với chị Linh Đài Loan này thì chị cũng chỉ là một lần đầu tiên thôi, và chị đã xin lỗi là lần cuối cùng. Bởi vì đây đúng thực tế ra thì mọi người biết rằng là người ta thì với cái cứ mở mồm ra thì người ta chửi, thì cũng như mọi người nói thôi, khẩu nghiệp nặng quá, đúng không? Cái việc đấy là cái bản tính của người ta, sinh ra và lớn lên nó đã vậy rồi. Còn cái việc mà có được giáo dục hay không thì mình không quan tâm. Bởi vì đối với nhiều người, người ta gọi là đầu đường xó chợ, nhưng mà với cái tâm tốt thì người ta vẫn người ta bảo lời nói chẳng mất tiền mua ấy, lợi lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mà người ta nói rất là khéo, rất là để mà người ta đi kiếm được tiền của thiên hạ, người ta nói rất khéo, mình thấy rất là hay. Mình phải nhiều người đấy, mọi người biết đấy, ca sĩ nhiều khi mọi người còn phải đi hát này, đàn nọ nhạc kia thì mọi người mới hát được. Nhưng mà nhiều người người ta hát rong ấy, mà thấy mọi người chỉ một cái đàn trên tay thôi, nhưng mà người ta đã hát cho nó rất tuyệt vời. Thế nên là mình không thể đánh giá được với một con người là có học hay là không có học. Một con người phải nói là học cao, tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, nhưng mà vấn đề là với cái tâm, có tâm nhưng mà nó không có tầm thì cũng không ăn thua. Có tầm mà có tâm thì cũng vứt đi. Thế nên là cái việc là mình không thể đánh giá được một con người qua cái việc học thức cao hay học thức thấp. Nhiều người học cao lắm, ra bằng nọ bằng kia cơ, nhưng mà với một cái mình phải nói rằng là họ có một cái tâm nó không có tốt, đúng không? Đi soi mói rồi hay là mở mồm nói ra những câu nó không hay ấy, thì đấy là trong thời gian này thì mọi người đều biết rồi. Đối với những cái con người mà đầy người được cho rằng là học thức rất là cao nhưng mà cái tâm của họ rất là già xấu, cái là mồm thì nam mô, bụng thì một bồ dao găm đấy. Thế nên là cái việc là mình cũng không thể đánh giá được qua một cái con người là nhiều người có chê rằng chị không có học hay là học ít học nhiều gì đó, thì cái này theo mình nghĩ, theo quan điểm của mình thì không, nó cũng không một phần nào thôi. Bởi vì với cái bản tính con người lúc sinh ra và lớn lên thì mà nó đã như vậy rồi ấy, thì có học thế học nữa thì nó vẫn chỉ được vậy thôi. Thế nên là cái việc khi mà cái câu nói của mình nói ra thì các cụ bảo là ăn thì phải nhai, đúng không? Nói thì phải nghĩ, nhưng đừng có vội mà phụt ra trong lúc nóng tính thì cũng nên kiềm chế. Bất nhiên là mình nóng tính, nhưng mà trong cái trường hợp nào thì mình phải sửa cái lỗi đó ngay, chứ tránh cái tình trạng như mà mình lại đi càng ngày càng sai. Như cái hôm đó thì mọi người biết rằng thì đúng ra thì nó có thể được ngăn chặn ngay từ đầu. Nếu như mà chị này chị nghe cái người khác, người ta đang gọi điện đấy, người ta bảo xuống đi, thì có thể nó chỉ có một đoạn này thôi, xong xin lỗi xong. Nhưng mà cái cơn hăng lên với cái bản năng là thích chửi, mình gọi là thánh chửi, lúc này nhiều người gọi là thánh chửi rồi, đúng không? Bởi vì tất cả các livestream thì mọi người đã được xem rồi mà, thánh chửi. Thế nên là cái việc này nó càng ngày nó càng đi quá xa, dẫn đến cái hệ quả như lúc này thì mặc dù đã lên xin lỗi rồi, nhưng mà cũng lúc như lúc này thì theo quan sát của mình thì cũng đã nửa số nửa rồi. Vâng, những comment trên video của mình thì phải đến số nửa thì mọi người cũng đều nói rằng là thôi thì người ta biết sai á, thì cho người ta cơ hội và sửa đi, chứ không nên là ép người quá đáng. Bởi vì Việt Nam thì có tính nhân đạo mà. Đó, nhưng mà
nhân đạo nhưng mà vẫn phải cứng rắn, đúng không? Mình cứng rắn rồi để cho người ta biết rằng là cộng đồng mạng có sức mạnh nó vô song, không như những cái người khác người ta nghĩ, không như những cái con người đang ngồi ở rất xa cái nơi này và họ quay về nói xấu người dân cũng như chính quyền Việt Nam. Thì đấy là những cái con người người ta không còn cơ hội để quay về Việt Nam nữa. Lúc này thì người ta muốn nói gì thì người ta nói, đấy là quyền của người ta. Người ta chửi cha chửi mẹ người ta cũng không ai làm gì được. Trong khi đó thì người ta cũng có quê hương, có đất nước, có bố, có mẹ, có anh, có em. Nhưng mà cái vấn đề là cũng chỉ phải chết cái mồm thôi, còn anh chết cái miệng. Thành ra là cái việc là lúc này còn rất còn trẻ, tuổi đời chỉ còn ngoài 40 thôi, nhưng mà không có con đường quay trở về Việt Nam. Mình nghĩ rằng những cái người như thế thì người ta vẫn có bố, có mẹ, có anh, có em ở Việt Nam. Nhưng mà lúc này thì cái việc bảo lãnh sang cũng chưa chắc đã được đi, chứ nói là đi quay về. Thì cho cái người đó thì mình cũng không nhắc đến làm gì cả. Họ chỉ nhắc đến họ chỉ làm ô uế cho kênh của mình cũng như cho dân tộc Việt Nam thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng với cái những cái con người mà được sinh ra trên mảnh đất hình chữ S thì đều có cái tâm như nhau, đó không? Người ta biết sai thì cho người ta cơ hội để sửa, như vậy thôi, chứ mình không nên ép người quá đáng. Còn cái việc mà tháo gỡ video ấy thì mình không biết được cái người này là ai cả, vì họ dùng những cái Zalo mà nó không có không có cái ảnh, không có một cái thông tin gì cả cụ thể để mà mình biết rằng là người ta đã sử dụng bao lâu rồi. Đối với tất cả những cái người nào mà đến kết bạn Zalo với mình sau khi thông tin mà mình kiểm định mà vấn đề là không sử dụng trong thời gian dài, hay là những cái Facebook hay Zalo mà nó ảo ấy, thì cũng xin lỗi tất cả mọi người, bởi thời gian vừa rồi thì mình nhận được rất nhiều những cái tin nhắn cũng như là những lời mời kết bạn ấy. Nhưng mà vấn đề thì là mình sẽ không chấp nhận kết bạn với ai cả đối với những cái người mà dùng những cái Zalo hay là cái Zalo ảo ấy, hoặc là có thể vừa mới lập xong kết bạn với mình alo, nhưng mà vấn đề là alo làm cái gì. Mình chỉ để ở trên đó cho những cái trường hợp ai cần liên hệ với mình, vấn đề gì thì nói luôn cho nhanh nhá. Chứ còn mà dùng ba cái Facebook, cái Zalo ảo lên để tóm lại là mình không hiểu được người ta làm cái gì, muốn lấy thông tin của mình hay là muốn kết bạn với mình. Còn kết bạn mình thì cái đấy thì mình rất cảm ơn, bởi vì người ta bảo thêm bạn thì bớt thù. Thế nên là cái việc là mình cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và giúp đỡ trong thời gian vừa rồi. Bởi vì không có sự giúp đỡ của mọi người thì mình cũng rất là khó lấy được những cái thông tin. Bởi vì thông tin ở bên này thì mình phải cảm ơn tất cả rất nhiều chị lấy chồng của bên này thì cũng đã giúp mình, cho mình những cái thông tin rất là quý giá báu đó. Nhưng mà vấn đề là cái nào mình đưa được lên thì mình sẽ đưa, chứ còn cái nào mình không đưa được thì mọi người cũng thông cảm. Mình từ từ mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ kết hợp vài ba cái vào, mình sẽ đưa lên một lần. Chứ bây giờ ví dụ như trong cái trường hợp mình đưa lên đây, có thể là đấy là cái thông tin đúng, nhưng mà mình sẽ làm mất lòng của cái người đó. Mình là cái người ở giữa, đúng không? Đôi khi người ta muốn bới móc một ai đó thì người ta sẽ tìm được cái thông tin xấu để người ta đưa cho mình đăng. Nhưng vấn đề là mình đăng thì mình sẽ lại phải tìm hiểu lại cái thông tin đó như thế nào mình mới làm. Thế nên là mọi người cũng thông cảm trong cái vấn đề này. Còn cái vấn đề mà để bảo mình gỡ tháo video xuống ý, thì mình nghĩ rằng là cũng để mình xem đã, đúng không? Đó, không phải là mình cứ. Còn những ai mà kết bạn với mình ý, thì cũng giúp kinh nghiệm cho những cái clip sau. Những ai mà kết bạn mình thì có cần thông tin gì ý, thì alo hỏi mình. Chứ còn nếu mà để mà tào lao nói chuyện hàng ngày thì nói thật mọi người là mình nhà bao nhiêu việc, mình cũng không có thời gian rảnh để mà lên đây tán phét đâu. Còn cái vấn đề mà kết bạn thì hãy dùng, có vấn đề gì cần hỏi mình thì hãy dùng những cái Zalo mà hoạt động lâu ngày rồi, hoặc là mở hết tất cả các cái lên thì mình mới còn vào đây. Chỉ có không cái ảnh cá nhân không có mà alo bạn ơi bạn hỏi mình hỏi hay nọ kia thì chị là ai rồi cho mình xin số điện thoại, hay là bạn xóa video đi, thì cái đấy thì mình sẽ không đồng ý kết bạn đâu. Nên là mọi người cũng tránh tình trạng đó, vì thời gian vừa rồi thì nhiều lắm, nhiều người cũng đến kết bạn mình nhưng mà đến cái ảnh đại diện không có, thông tin cá nhân thì không. Thế nên là cái việc là mình cũng phải xin lỗi là mình không đồng ý kết bạn cũng như mình không trả lời. Thế nên là mọi người cũng phải thông cảm. Còn về cái vấn đề của chị này thì cũng theo như mình thì cũng đã rút ra được một cái bài học cho tất cả những mọi người là ăn thì ăn bậy được, nhưng mà đừng nói bậy. Trước khi ăn thì phải có nhai, và nói thì mình nên nghĩ. Thì ở đây mình nghĩ rằng là đã là những cái video và sau cùng thì mình cũng hạn chế nói về người ta, bởi vì người ta biết lỗi rồi, đúng không? Người ta biết lỗi rồi thì mình cho người ta cơ hội. Chứ không nên là lúc này thì nhiều người vẫn lên đây cho rằng là phải thế nọ phải thế kia, đúng không? Mọi người hiểu, đẩy con người ta vào cái góc cụt thì mọi người mới vui. Nhưng mà mình nghĩ không nên làm thế. Con người thì ai cũng sẽ có lúc sai, và người ta biết sai, người ta biết sửa thì mình nghĩ cho người ta cái cơ hội đi, đúng không? Mình làm phúc một lần đi có sao đâu. Bởi vì 90 triệu dân Việt Nam, không có nhẽ lại tất cả 90 triệu người đó ép người ta phải vào đường cùng mà người ta cũng đã nói rồi. Vì nếu như mà một con người mà người ta xảy ra vài lần như vậy thì mình sẽ phải ngăn chặn kịp thời. Nhưng mà với những cái người mà người ta gọi là như chị nói đấy, chị bảo trong lúc chị nóng tính thôi, nhưng đất đây cũng là một cái bài học cho đi ôm đi suốt cái cuộc đời của chị, cho chị biết được rằng mình là ai và mình sẽ phải làm thế nào trong thời gian tới. Bởi vì tất nhiên là cái bố mẹ cha mẹ sinh con mà trời sinh tính, thì với cái bản năng của con người gọi là thánh chửi, người ta cứ mở mồm ra người ta chửi thì cũng rất là khó có thể sửa ngay được trong một lúc. Nhưng mà vấn đề trong cái đời tư của người ta muốn chửi ai đấy là quyền người ta, nhưng mà lên cái trang mạng xã hội mà vung văng mà chửi cả đống cả lũ ra thế thì nó rất là nguy hiểm. Như vậy thì qua thông qua đây thì mình cũng biết được một cái việc rằng là cái cộng đồng mạng của Việt Nam mình nó phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Đối với cho đây là cái bài học cho tất cả những ai mà có cái ý định lên đây để chọc tức
những chọc tức cộng đồng mạng cũng như là lên đây nói những lời không phải, thì đây cũng là một cái bài học đấy, đúng không? Vì rất lâu rồi chúng ta chưa có cái bài viết nào về cái việc mà được sức mạnh của cộng đồng mạng như thế này cả. Nhưng qua đây thì mọi người thì cũng đã biết được cái việc là lúc này thì cộng đồng mạng đã chung tay để đẩy lùi những cái việc xấu ấy. Nên là mình nghĩ rằng đây, qua cái việc của chị Linh này, thì đây cũng là một cái bài học cho những ai mà còn có cái ý định để quay về chửi bới Việt Nam này, hay là làm những cái việc không tốt đối với cộng đồng mạng, thì đây là một cái bài học để cho mọi người có thể rút ra được và sẽ biết rằng mình sẽ phải làm cái gì. Bởi vì lên cộng đồng mạng này không phải là mình cứ thích chửi ai là mình chửi được, mình thích ai là nói được, bởi vì nói nhiều, nó chửi nhiều quá thì nó sẽ thành khẩu nghiệp. Thế nên là mình nghĩ rằng là đây là cái bài học trước tiên là cho chị trong cộng đồng mạng, cũng như một số người mà còn có cái ý định ở bên nước ngoài ấy, ngoài người mà không có còn khả năng quay về Việt Nam nhưng vẫn cố để quay về chửi những người dân Việt, thì đây đó là bài học. Bởi vì như vừa rồi thì mọi người có biết rằng cái việc là sau khi cái việc của chị Linh này thì lại còn xuất hiện thêm một cái người nữa đó. Cái người đó thì mình còn biết cả Facebook cơ, và lên live stream khá là dày. Nhưng mà mỗi lần lên live stream ý, thì người này đa phần là dùng những cái câu chửi cũng ngang cơ với cả Linh Đài Loan này. Nhưng vấn đề là người ta nó gần như kiểu là người không còn về được Việt Nam nữa ấy. Thế nên là cái việc mà người ta chửi rất là thậm tệ, chửi những lời rất là nặng, chửi từ chính phủ xuống đến địa phương đó. Thế nên cái video của người này thì mình lại không dám đăng lên, bởi vì đăng lên nó tục tĩu quá, chửi bậy quá. Còn như Linh Lớp đây thì mọi người đăng rồi, và mình chỉ đăng những lời xin lỗi thôi. Thế nên là thông qua cái việc này mình nghĩ rằng là mọi người cũng cho người ta một cái cơ hội. Còn những cái đối với người nào mà không thể cho được cơ hội nữa thì chúng ta sẽ phải lên tiếng đến cùng. Còn đối với những người này thì theo quan điểm của mình, cũng như lúc này thì đã rất nhiều người có lên tiếng về cái việc là thôi thì cho người ta cơ hội đi, chứ đừng ép người ta đến đường cùng. Thì đây là những cái lời mình muốn nói mọi người về cái việc nhiều người có bảo mình có nên xóa những cái video đó hay không, thì nói chung là mình còn phải để xem đã. Còn cái việc xóa đối với mình thì nó không khó, nếu mình nghĩ là không phải một mình xóa là xong, còn rất nhiều cộng đồng mạng người ta còn rất nhiều những cái video như thế này và được chia sẻ rất là rộng. Cho nên là mình cũng đây là cái bài học cho mọi người rằng nên nhớ rằng là ăn phải nhai, nói thì phải nghĩ. Lên cộng đồng mạng này thì cũng ăn bậy thì được, chứ đừng có nói bậy, đừng rồi để tránh cái tình trạng như cái chị Linh này rồi thành tội đồ dân tộc, và sẽ người đời sau sẽ vẫn còn nhắc mãi đến chị này. Vâng, thì cái video này chắc nó cũng kết thúc ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video khác.